Nhà cung cấp dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế đã công bố đường bay mới tới Hà Nội trong khu vực châu Á. Đây là bước phát triển cho mạng lưới hàng không khu vực nhằm kết nối các nền kinh tế Thái Lan, Việt Nam và Hồng Kông. Đường bay mới trong khu vực châu Á giúp thời gian vận chuyển hàng hóa từ các thành phố lớn trong mạng lưới bay của DHL đến và đi từ Hà Nội rút ngắn xuống còn một ngày. Chuyến bay đầu tiên đã đưa vào hoạt động vào ngày 3 tháng 11, kết nối chuyển phát giữa Bangkok, Hà Nội và Hồng Kông 5 lần mỗi tuần. Đường bay này khai thác sử dụng máy bay chuyên dụng Boeing B737-400.